Quý vị và các bạn thân mến, trong hội thi điều lệnh do Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tổ chức vừa qua, khối chiến sĩ giành giải nhất đã thực sự gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và người xem. Vậy điều ấn tượng đó là gì? Chúng ta sẽ cùng đến với lời giải đáp ngay sau đây. Những bước chân đều tăm tắp, tiếng hô hào sảng, động tác võ thuật mạnh mẽ. Đây là một buổi tập điều lệnh của các nữ cảnh sát giao thông, những người vốn được mệnh danh là những bông hoa của lực lượng công an nhân dân thủ đô. Quân phục chỉn chu, mái tóc buộc gọn gẽ, biểu cảm nghiêm nghị, động tác chỉ huy dứt khoát, đó là hình ảnh thường thấy của những người phụ nữ lựa chọn công việc đặc thù vốn ngầm định không hợp với phái yếu. Ngày phụ nữ Việt Nam của nữ cảnh sát giao thông Mai Huyền vẫn như thường lệ, bắt đầu từ 7 rưỡi sáng với nhiệm vụ điều tiết giao thông trên chốt Trần Phú Điện Biên Phủ. Không váy áo rực rỡ, không son phấn cầu kỳ, chỉ có quân phục, bộ đàm và chiếc gậy chỉ huy giao thông quen thuộc. Là người sinh ra trong một gia đình có truyền thống công tác trong ngành công an, từ nhỏ ước mơ của chị Huyền là được khoác lên mình tấm áo màu vàng của lực lượng cảnh sát giao thông. Không ít người cho rằng phụ nữ theo nghề này đồng nghĩa với việc phải chấp nhận bị tước đi cái quyền được đẹp, được điệu của một phụ nữ. Nhưng người trong cuộc lại không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là đối với mỗi một ngành nghề đều có nét đẹp riêng của nó, và đối với chúng tôi thì tôi rất là yêu bộ quần áo này, nên bản thân tôi cảm thấy là cái bộ quần áo này rất là phù hợp. Và cũng có nhiều người nói với tôi rằng là tôi mặc bộ quần áo cảnh sát giao thông này thì đẹp hơn là thường phục. Phải sống và làm việc theo khuôn khổ, kỷ luật thép là một rào cản lớn đối với những người phụ nữ. Thêm đó, đối với các chị, việc đi sớm về muộn cũng phải trở thành điều hết sức bình thường. Nhưng không vì thế mà những người phụ nữ ấy mất đi sự dịu dàng, nữ tính của mình. Chỉ khác rằng, sự dịu dàng của các chị không thể hiện qua vẻ bề ngoài, mà nó nằm ở ngay chính suy nghĩ, đầy tình cảm và yêu thương. Sắp đến ngày 20 tháng 10, bản thân tôi cũng là phụ nữ. Những bó hoa chúc mừng đối với lực lượng của chúng tôi là một lực lượng rất là đặc thù, bởi vì chúng tôi thường xuyên xuất hiện trên các cung đường. Đó chính là cái tình cảm yêu mến của người dân. Và bản thân tôi khi đứng trên bục chỉ huy điều khiển giao thông và nhìn thấy những ánh mắt của người dân đi qua khen rằng là cô cảnh sát giao thông hay rất là xinh, và được sự ghi nhận của những người dân khi tham gia giao thông, đấy chính là cái bó hoa hạnh phúc nhất cho chúng tôi vào những ngày này.